Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Live. Vâng, và ngày vừa qua của quý vị như thế nào? Còn phía miền thì rất mong chờ đến giờ phút này để có thể cùng chia sẻ cho quý vị những thông tin hữu ích về căn bệnh viêm dạ dày mãn tính. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể nhấc máy để gọi cho chúng tôi qua số hotline 0823 800 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Và xã hội thì đang phát triển theo chiều hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và dường như là người ta quên mất việc là phải chăm sóc cho những bữa ăn, giấc ngủ của mình. Và đó cũng chính là lý do mà căn bệnh viêm dạ dày mãn tính ngày càng phổ biến nhiều hơn và phổ biến ở hầu khắp các đối tượng. Vậy, bệnh viêm dạ dày mãn tính là gì? Và phải làm thế nào để có thể đề phòng và chữa trị căn bệnh được hiệu quả và khoa học nhất là một câu hỏi lớn được đặt ra. Vâng, và với chủ đề này thì Thúy Miền xin được trân trọng giới thiệu dược sĩ Trần Duy Khanh, chuyên gia trong lĩnh vực dạ dày, sẽ cùng đồng hành và sẽ có những cái chia sẻ hữu ích về căn bệnh viêm dạ dày mãn tính cho quý vị khán giả. Vâng, xin kính chào chuyên gia. Vâng, thưa chuyên gia, tuần vừa rồi thì chương trình có nhận được câu hỏi của một vị khán giả của bạn Hồng Lan sống tại Bình Lục, Hà Nam, có câu hỏi như sau. Bố em năm nay 53 tuổi, bố bị bệnh dạ dày đến nay là được 6 năm rồi, chữa trị đủ các nơi mà không khỏi. Đi bệnh viện nội soi thì các bác sĩ kết luận bị viêm dạ dày cấp và mãn tính. Bác sĩ có kê đơn thuốc về uống nhưng cũng chẳng ăn thua. Em đang phân vân không biết bị viêm dạ dày mãn tính có chữa dứt điểm được không? Và nếu chữa thì có thể dùng những phương pháp như thế nào? Gia đình em xin chân thành cảm ơn chương trình rất nhiều. Vâng, và xin mời chuyên gia đưa lời giải đáp cho vị khán giả chương trình ạ. Cảm ơn câu hỏi của MC Thúy Miền cũng như là câu hỏi của quý khán giả. Để trả lời câu hỏi này thì tôi sẽ đưa cho quý vị khán giả biết cái thông tin về thế nào là bệnh đau dạ dày, viêm dạ dày mãn tính. Theo một cái nghiên cứu chỉ ra rằng là hơn 90% người bệnh bị viêm dạ dày mãn tính mà không biết. Bởi vì cái triệu chứng của viêm dạ dày mãn tính nó cũng khá là giống so với đau dạ dày cấp tính. Nó đã chuyển qua cái giai đoạn mãn tính mà người bệnh là không biết. Vậy thì viêm dạ dày mãn tính là gì? Viêm dạ dày mãn tính hay còn gọi là đau dạ dày mãn tính để chỉ tình trạng viêm trên bề mặt niêm mạc dạ dày. Thông thường thì viêm dạ dày mãn tính thì làm cho người bệnh rất là khó chịu, và rất là cái cảm giác khó chịu này nó sẽ đến thường xuyên và nó sẽ khó điều trị hơn so với là đau dạ dày cấp tính, với nhiều cái biến chứng nghiêm trọng hơn so với đau dạ dày cấp tính. Và đối với căn bệnh viêm dạ dày mãn tính này thì dược sĩ có thể đưa ra một vài cái dấu hiệu cũng như là cái triệu chứng của căn bệnh để cho người bệnh có thể dễ dàng phát hiện ra bệnh và kịp thời có những cái phương pháp điều trị không ạ? Đau dạ dày mãn tính thì thường nó sẽ có những cái triệu chứng khá là giống so với đau dạ dày cấp tính, mà nếu mà người bệnh thông thường rất là khó phân biệt được đâu là cấp tính, đâu là mãn tính. Nhưng mà tôi có thể đưa cho quý khán giả biết một số cái triệu chứng đơn giản, nhưng mà nếu mà để chuẩn đoán được chính xác thì quý vị nên đến các cơ sở y tế uy tín để tiến hành thăm khám. Còn đây là những cái triệu chứng phân biệt sơ qua nhất. Ví dụ như là đầu tiên là ợ hơi, ợ chua, cảm giác nóng rát ở cổ họng. Thứ hai là cảm giác ăn rất là khó tiêu, ăn nhưng mà cảm giác rất là đầy bụng, trướng bụng khó tiêu. Cái thứ ba là cảm giác là buồn nôn, đôi khi là khi ăn vào cảm giác rất là muốn nôn ra ngoài, thậm chí là nôn ra bên ngoài, hoặc là ăn vào nhưng mà nó khó tiêu, rất là cảm giác nhưng mà nó không ngon miệng, rất là đắng miệng. Và cuối cùng là ăn nhưng mà cảm giác không được lên cân và cảm giác như là sút cân rất là nhanh trong một thời gian ngắn. Thì nó
ảnh hưởng rất nhiều tới cái sức khỏe của người bệnh, là mình chán ăn mà, chán ăn này, không thể ăn no miệng được, thậm chí còn bị bở hơi, nó cũng ảnh hưởng một phần nào đến cái việc mình giao tiếp, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì còn đối với nguyên nhân thì sao ạ? Có những nguyên nhân nào gây ra cái căn bệnh viêm dạ dày mãn tính này? Các bạn biết đấy, đau dạ dày thì thường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái khả năng ăn uống, cảm giác ngon miệng, nên là bệnh nhân sẽ gầy sút đi khá nhanh và nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống. Vậy thì đau dạ dày mãn tính nó có những cái nguyên nhân như sau. Thứ nhất là viêm dạ dày mãn tính loại A là do tự miễn. Đây là cái hệ miễn dịch của cơ thể nó sẽ tự phá hủy cái tế bào niêm mạc hoặc là tế bào dạ dày, làm cho cái tình trạng tổn thương tế bào dạ dày nó nghiêm trọng hơn. Và bệnh nhân cảm thấy là cái tình trạng này nó rất là khó chịu, và lâu ngày thì nó sẽ dẫn đến là thiếu máu này, thiếu vitamin này, và thậm chí là dẫn đến ung thư dạ dày. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do vi khuẩn HP. Vi khuẩn HP là gì? Vi khuẩn HP có tên viết tắt là Helicobacter pylori. Cái nguyên nhân này chiếm đến 90%, 80-90% các nguyên nhân là dẫn đến đau dạ dày. Và Helicobacter pylori nó sẽ làm cho cái tình trạng viêm này rất là nghiêm trọng, và có thể là viêm đường tiêu hóa này, xuất huyết tiêu hóa, và cũng có thể nghiêm trọng hơn là dẫn đến ung thư dạ dày. Nguyên nhân thứ ba là do các chất kích thích hoặc là các hóa chất gây kích thích như là rượu bia này, mật này, các thuốc NSAID là các thuốc chống viêm, dùng trong các bệnh như là xương khớp, viêm xương khớp, đau xương khớp thì người ta dùng các thuốc chống viêm, các thuốc NSAID. Thì các thuốc này nó sẽ tấn công trực tiếp vào tế bào niêm mạc dạ dày, và tế bào dạ dày làm cho tổn thương, rồi tế bào này nó bị lâu dần này, nó sẽ mà bào mòn đi và dẫn đến là xuất huyết dạ dày. Và nguyên nhân cuối cùng là viêm dạ dày phì đại và viêm dạ dày ái toan. Viêm dạ dày phì đại thì có thể là do thiếu protein, và viêm dạ dày ái toan thì thường là đi kèm với các bệnh mãn tính như là bệnh tràng này, rồi hen suyễn. Đấy là một số cái nguyên nhân như là phân loại các nguyên nhân dẫn đến viêm dạ dày mãn tính. Chuyên gia có nhắc tới vi khuẩn HP đúng không ạ, và nó chiếm đến 80% đến 90% cái nguyên nhân gây ra bệnh viêm dạ dày mãn tính. Vậy thì cái vi khuẩn HP này thì nó thường xuất hiện ở đâu ạ, và mình có thể nhiễm cái HP đó thông qua những cái đường nào? Vi khuẩn HP thì có dạng là xoắn khuẩn, đây là một dạng xoắn khuẩn có lớp lông mao ở đầu giúp di chuyển trên bề mặt niêm mạc dạ dày. Thì thường chúng sẽ xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa và khu trú ở trên bề mặt niêm mạc dạ dày. Chúng được bảo vệ bởi cái lớp, nó ẩn sâu ở cái lớp nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày ấy. Thế nên là chúng đã tránh được cái sự tấn công của axit dạ dày. Thế nên câu hỏi của khán giả vừa rồi thì là bố của bạn bị viêm dạ dày mãn tính đúng không ạ? Và rất là mong muốn có thể sớm chữa khỏi bệnh. Vậy thưa chuyên gia, theo Đông y và Tây y thì căn bệnh viêm dạ dày mãn tính này có thể chữa dứt điểm được hay không ạ? Và nếu được thì mình có những cái phương pháp cũng như là cái lộ trình cụ thể như thế nào ạ? Để chữa cái bệnh viêm dạ dày mãn tính như này này thì có thể chữa dứt điểm được viêm dạ dày mãn tính. Tuy nhiên là cái việc chữa này nó sẽ cần một cái quá trình điều trị rất là kiên trì, cũng như là theo cái phác đồ điều trị rất là cẩn thận của bác sĩ. Đầu tiên thì có thể là dùng thuốc, các thuốc điều trị viêm dạ dày mãn tính như là các thuốc chống axit này, các thuốc kháng axit, các thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày và các thuốc điều trị HP. Nếu mà bệnh nhân bị nhiễm HP thì có thể là dùng kháng sinh theo một liệu trình tầm 2 tháng để điều trị diệt hẳn vi khuẩn HP. Vâng, thưa chuyên gia, vừa rồi chuyên gia có nói là mình có thể điều trị cái bệnh viêm dạ dày mãn tính bằng cái việc là tuân theo cái lộ trình thuốc đúng không ạ, đầy đủ. Vậy thì mình có thể sử dụng các cái biện pháp y khoa như là phẫu thuật đối với căn bệnh viêm dạ dày mãn tính hay không ạ? Đúng rồi đấy. Với các trường hợp mà viêm dạ dày mãn tính mà nếu mà có rỉ máu, tức là có xuất huyết tiêu hóa, thì thông qua nội soi, cái đầu nội soi nó sẽ tiến hành là các bác sĩ phẫu thuật ấy, sẽ tiến hành là bịt cái vết rỉ máu đấy lại thông qua nội soi, và có thể là tiến hành sinh thiết tại cái vị trí loét đấy để xét nghiệm xem là
vi khuẩn có vi khuẩn HP hay không và có tiến triển đến ung thư hay không. Thông qua cái nội soi như thế thì bệnh bác sĩ sẽ có cái hướng điều trị cũng như là can thiệp tốt nhất cho bệnh nhân. Vâng, và phần cuối cùng của chương trình thì rất mong chuyên gia có thể đưa ra một cái lời khuyên cho những bệnh nhân đang bị mắc bệnh viêm dạ dày mãn tính, có thể có thêm niềm tin để điều trị không ạ? Cái mục tiêu cuối cùng của người bác sĩ khi điều trị bệnh nhân đó là điều trị dứt điểm được cái nguyên nhân, triệu chứng cũng như là cái biến chứng có thể xảy ra. Vậy thì tôi có lời khuyên đối với các quý vị khán giả như thế này. Chúng ta phải xem là cái nguyên nhân, có những cái nguyên nhân nào dẫn đến viêm dạ dày. Nếu mà có những trường hợp ấy, chỉ cần là từ bỏ cái nguyên nhân, tức là bỏ cái nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày thì cái bệnh đau dạ dày nó sẽ dần dần thuyên giảm. Ví dụ như là dùng NSAID chẳng hạn, khi mà các bệnh nhân mà đang dùng thuốc chống viêm thì có thể là giảm thuốc chống viêm xuống và theo cái hướng dẫn của điều trị của bác sĩ dùng thêm các thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày thì cái triệu chứng của đau dạ dày nó sẽ thuyên giảm đi. Thứ hai là thay đổi cái thói quen cũng như là cái chế độ sinh hoạt nó khoa học hơn. Chế độ sinh hoạt khoa học như thế nào? Tức là khi chúng ta ăn uống này thì chúng ta tuyệt đối là không làm việc, là các việc nào nó đi ra việc đấy, ăn uống không xem phim, hạn chế xem phim. Khi mà cái dạ dày nó tập trung vào cái nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn thì nó sẽ làm việc tốt hơn. Hoặc là khi mà chúng ta ăn xong ấy thì nên nghỉ tối thiểu từ 2 đến 3 tiếng mới đi ngủ hoặc là nằm ra này hoặc là làm việc. Thứ hai là cái chế độ ăn uống. Ăn uống thì nên tránh xa những cái thức ăn gây kích thích, ví dụ như là các đồ ăn cay nóng này, các đồ ăn mà có nhiều dầu mỡ hoặc là các đồ ăn hoa quả chua như là xoài hoặc là mẻ, giấm. Nên ăn những loại thức ăn mà mềm, dễ tiêu hóa như là rau xanh này, rồi các loại thức ăn nhiều vitamin như là các nếu mà đang trong giai đoạn mà đau mãi thì có thể là ăn cháo loãng hoặc là nước cơm. Đấy là những cái mà nó bảo vệ niêm mạc dạ dày, giúp cho cái cơn đau ấy, nó sẽ giảm nhẹ đi. Vâng, như vậy đối với tình trạng của bố bạn Hồng Lan thì theo như lời chuyên gia vừa chia sẻ thì chúng ta có thể điều trị bằng cách dùng thuốc hoặc là phẫu thuật, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải theo pháp đồ điều trị của bác sĩ và điều trị lâu dài. Và chúc bố bạn Hồng Lan thì mau lành bệnh và ngày càng khỏe mạnh hơn. Vâng, và mọi ý kiến thắc mắc của quý vị khán giả về các trường hợp bệnh của mình hoặc là của người thân của mình thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0823 800 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 145@gmail.com. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh IDC Live. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.